nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Bé Khosol Larry được đức mẹ mang đen chữa bệnh tim bẩm sinh. Chúng tôi đến nhà thờ Plejuet và thấy một số người đến nhà thờ cầu nguyện và đang ngồi nghỉ bên hông nhà thờ. Qua vài câu xã giao thăm hỏi với một phụ nữ, chúng tôi biết tên chị Khosol Khut là giáo dân của giáo xứ Plejuet. Thật tình cờ vì chúng tôi đang muốn đi tìm những nhân chứng về quyền năng của Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của đức mẹ Sầu Bi mang đen. Thì được biết chị Khosol Khut là cô ruột của một bé gái đã nhận được ơn từ đức mẹ mang đen chữa khỏi bệnh tim bẩm sinh. Cháu bé tên Maria Khosol Larry, sinh năm 2007, con của anh Luca Khosol Kha và chị Maria Teresa Khosol Peyu, người dân tộc Zarai ở làng Plejuet, xã Chư Á, thành phố Pleiku. Cách kể và cách nói chuyện của chị Khosol Khut cuốn hút chúng tôi vào câu chuyện này. Chúng tôi xin chị dẫn về nhà để được gặp cháu bé và bố mẹ của bé. Để biết chính xác hơn về thông tin này, chị ở Khứt vui vẻ và nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi, vừa đi vừa nói chuyện, chị cho chúng tôi hiểu thêm được cách sống của người dân nơi đây. Cách nhà thờ Plejuet khoảng gần 1 cây số, đường đất đỏ, trơn trượt đã làm một chiếc xe của một thành viên trong nhóm chúng tôi bị té, làm mấy em nhỏ đang chơi dọc đường cười chọc chúng tôi. Vì thế, chúng tôi đành dắt xe máy và đi bộ. Bước vào nhà của cháu Khosol Larry, qua lời giới thiệu bằng tiếng Zorai của chị Khosol Khut với các thành viên trong gia đình, là mọi người đã vui vẻ đón tiếp chúng tôi. Ở gian nhà chính của gia đình chị Khosol Peyu, mẹ cháu Khosol Larry kể lại chuyện cháu được ơn đức mẹ mang đen như sau. Chị sinh bé vào ngày 29 tháng 3 năm 2007. Lúc mới sinh, bé bị vàng da. Khoảng 9 tháng sau, bé lên cơn sốt, co giật nên gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh Gia Lai để chữa trị. Các bác sĩ khám bệnh phát hiện cháu bị bệnh tim bẩm sinh nên họ cho chuyển cháu lên bệnh viện Nhi Đồng 1 ở Sài Gòn để có phương tiện chuyên khoa chữa trị hơn. Từ ngày 3 tháng 7 năm 2008 đến 2009, hơn một năm trời khám chữa bệnh mà bệnh tình của bé vẫn không thuyên giảm. Gia đình đi tái khám nhiều lần, mỗi tháng một lần, nhiều nơi từ bệnh viện tỉnh rồi bệnh viện tư nhân chuyên khoa tim ngoài Huế tới bệnh viện Nhi Đồng 1 ở Sài Gòn, nhưng cháu vẫn không khỏi. Lúc này cháu bé đã được 2 tuổi mà cân chưa tới 9 kg, không biết lật, không biết cười, cũng chẳng thấy cháu có khả năng tập nói. Gia đình cũng đăng ký với trạm y tế xã để chờ các bác sĩ khám mổ tim từ thiện. Khi có thông tin đoàn bác sĩ đến khám, gia đình đưa bé lên khám, nhưng các bác sĩ nói đợi chừng nào bé đủ 10 kg mới mổ được. Cũng theo thông tin từ gia đình, mọi người trong gia đình đều mong ước bé Larry khỏi bệnh. Nếu phải bán đất hay bán ruộng để có tiền chữa bệnh cho cháu, cả gia đình cũng đồng ý. Chị có đưa chúng tôi xem giấy chuyển viện, phiếu khám siêu âm tim của Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố có xác nhận bé bị bệnh tim bẩm sinh cho chúng tôi xem. Sự mòn mỏi chờ đợi và việc đưa bé Larry đi khám nhiều nơi mà không thấy tiến triển khiến gia đình buồn khổ, lo lắng. Trong lúc khoảng thời gian chăm sóc chờ bé đủ 10 kg để mổ, gia đình nghe tin về đức mẹ mang đen. Theo cách nói của gia đình là hết cách đành đưa cháu lên đức mẹ mang đen xin mẹ chữa lành. Gia đình đưa cháu lên đức mẹ mang đen vào cuối năm 2009. Trong chuyến xe bao gồm bà, mẹ và cháu bé Larry, lúc đó đã hơn 2 tuổi, cùng với hội Legio Maria của nhà thờ Plejuet, đi hành hương với mong muốn hiệp ý cầu xin đức mẹ mang đen chữa cho bé được khỏi bệnh. Tượng đài đức mẹ mang đen tọa lạc ở thôn Mang Đen, xã Đắc Long, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Sau khi đi cầu xin cùng mẹ mang đen lần đó về, gia đình thấy cháu tự nhiên biết nói bập bẹ, ăn được nhiều hơn và có dấu hiệu khỏe mạnh dần. Gia đình vẫn chưa tin chắc nên mới đi tái khám tại bệnh viện. Điều thật bất ngờ khi bác sĩ tái khám báo tin cho gia đình biết là cháu bé không còn triệu chứng gì về bệnh tim. Thời gian sau đó, gia đình đến đài đức mẹ mang đen thêm lần hai để cảm tạ mẹ. Mẹ ơi, mẹ thật quyền năng. Hiện nay, cháu bé đã được 5 tuổi, cân được 25 kg. Cháu bé đang đi nhà trẻ phát triển bình thường như các đứa trẻ khác. Gia đình còn cho biết thêm là bé còn có vẻ nghịch phá nữa. Tiếng cười, tiếng nói của bé Larry là hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ này. Kính thưa cộng đoàn, đây quả thật là một ơn lạ Chúa ban nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mang Đen nhằm củng cố lòng tin của chúng ta.
Xin cho chúng con biết luôn tin tưởng vào tình yêu, sự quan phòng của Thiên Chúa. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.